Tập viên Thu Phương, từ Thời báo.de, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn xem bản tin, Lễ hội hay là hội trợ ẩm thực? Ngày 21 tháng 10, báo tuổi trẻ cho hay nhiều du khách phát chán với lễ hội dạng danh ẩm thực Việt. Theo đó, quảng cáo nhiều hoạt động hoành tráng, gắn ẩm thực với thu hút du khách nhưng lễ hội dạng danh văn hóa ẩm thực Việt Nam 2023 đang khiến nhiều du khách chán nản và thất vọng vì không như kỳ vọng. Báo tuổi trẻ cho biết ngày 21 tháng 10, nhiều người đến lễ hội dạng danh văn hóa ẩm thực Việt Nam 2023 đang diễn ra từ đây đến ngày 22 tháng 10 tại khuôn viên hội trường thống nhất, quận 1, Sài Gòn, cho biết họ cảm giác như đi vào một hội chợ chứ không phải dự lễ hội. Hơn nữa, không gian chật hẹp, phía dưới sân cỏ nhem nhuốc nước dù mới buổi sáng, rác cũng vương vãi khắp nơi do nhân viên chưa kịp dọn dẹp. Bài trên báo tuổi trẻ, tuổi trẻ dẫn ý kiến của chị Hồng Nhung, Việt Kiều Mỹ, nhận xét không gian chật trội, gian hàng sắp xếp rất khó tham quan. Những món ăn truyền thống như phở, bún, hủ tiếu thì giá cao, chất lượng không tương xứng, trong khi các món chiên, nướng lại chiếm đa số. Tôi nghĩ cá viên chiên cũng không thể đại diện ẩm thực Việt Nam để làm dạng danh, nhưng là món dễ tìm thấy ở đây nhất, chị Hồng Nhung chia sẻ. Theo tuổi trẻ, với mục tiêu thu hút khách du lịch, lễ hội chọn vị trí ngay trung tâm thành phố, nhưng cũng vì nằm trong khuôn viên một điểm tham quan có bán vé nên khách du lịch thực sự không dễ được tham gia tuổi trẻ nhận định du lịch ẩm thực được xem là một trong những sản phẩm quan trọng góp phần nâng cao lợi thế của du lịch việt nam vì thế tổ chức các lễ hội ẩm thực với mục đích quảng bá du lịch cần phải được đánh giá kỹ và không nên lạm dụng hay thương mại hóa một cách dễ dãi tuổi trẻ cho biết thêm trước đó lễ hội bánh mì cũng tạo được tiếng vang nhưng không tránh khỏi những bất cập trong công tác tổ chức và nhanh chóng được ban tổ chức gặp gỡ báo chí trao đổi kinh nghiệm Tuổi trẻ dẫn dự thảo chiến lược phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, ẩm thực là một trong những sản phẩm du lịch chính của thành phố. Trong đó, những hoạt động, sự kiện tôn vinh, quảng bá sản phẩm du lịch ẩm thực là rất cần thiết. Nhưng một lễ hội đang bị biến tướng sang hội trợ ẩm thực, vô tình đánh mất đi ý nghĩa cũng kỳ vọng quảng bá du lịch. Lễ hội ẩm thực nhưng toàn đồ viên chiên. Tuổi trẻ dẫn lời một doanh nghiệp du lịch chia sẻ chúng ta đang nỗ lực để định vị ẩm thực Việt Nam ra thế giới, vì thế các bước đi phải cẩn trọng và tinh tế. Ẩm thực Việt Nam đang có lợi thế được phù hợp với xu hướng ẩm thực của thế giới là ngon, lành và bây giờ chúng ta phải xây dựng một hình ảnh an toàn, chuẩn chỉnh đến công chúng. Và khẩu hiệu bếp ăn của thế giới không thể được xây dựng từ những hội trợ sô bồ mà cần được đầu tư xứng tầm hơn. Dù chỉ là hoạt động ẩm thực, một hoạt động thuần túy đời thường, thuần túy kinh doanh, dường như không liên quan gì đến chính trị, đến thể chế. Tuy nhiên, Thói quen làm việc thì ẩu, mà tuyên truyền, hô hào thì lớn tiếng vẫn là phong cách xuyên suốt ăn sâu vào tư duy của những người lãnh đạo cộng sản. Vậy nên, dù chỉ là hoạt động bình thường thì người tổ chức vẫn không tránh khỏi tác phong nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Đến mức, chính tuổi trẻ cũng phải nhận xét rằng, công chúng đến lễ hội không tìm được không khí mà ban tổ chức quảng cáo là sản phẩm đặc sắc, độc đáo của ẩm thực ba miền, cũng như sự tham gia của các đầu bếp nổi tiếng. Dường như những người lãnh đạo Cộng sản vẫn mang phong cách và tư duy của nửa thế kỷ trước, cho rằng họ có nói gì thì dân cũng chỉ biết giam giáp nghe theo, kể cả đối với việc thưởng thức ẩm thực. Với cách làm và tư duy như vậy, thì làm sao ngành du lịch Việt Nam có thể vượt qua được tình cảnh bế tắc hiện nay? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin Lễ hội hay là hội trợ ẩm thực? Bộ Công an cấp mã số định danh số nhà để vét tiền của giới nhà giàu. Vào ngày 22 tháng 10, Báo Tuổi Trẻ loan tin, Bộ Công an Việt Nam đã lên dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người dân đang sở hữu bao nhiêu bất động sản. Kế hoạch này được thực hiện sau khi việc cấp mã định danh căn cước công dân hoàn tất. Theo Tuổi Trẻ, Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, giải thích, muốn xác định được bất động sản thì phải định danh được số nhà và định danh chủ tài sản của các bất động sản đó. Cùng với việc định danh số nhà, Bộ Công an sẽ triển khai sàn giao dịch bất động sản quốc gia cho phép định danh cá nhân tổ chức giao dịch. Mục đích của việc này là minh bạch thị trường bất động sản. Bài trên báo Tuổi trẻ. Theo Bộ Công an, việc định danh số nhà và định danh chủ tài sản của các bất động sản là nhằm xác định được bất động sản minh bạch được mỗi chủ tài sản có bao nhiêu bất động sản. Làm được điều này sẽ tạo ra được mạng lưới định danh bất động sản gắn với mỗi công dân để cho những đơn vị trung gian khác khai thác, sử dụng. Song song với việc Bộ Công an định danh số nhà thì Bộ Tài chính Cộng sản cũng đang nghiên cứu xây dựng dự án luật thuế bất động sản. Trong đó có việc nghiên cứu về thuế đối với nhà ở thứ hai, thuế đối với nhà, đất bỏ trống. Để kiểm soát được tài sản của người dân chặt chẽ hơn, Cục Cảnh sát cai quản hành chính về trật tự xã hội, thuộc Bộ Công an đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai đề án 06 và phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia. Khi tất cả thông tin cá nhân được đưa vào đề án 06, mỗi cá nhân chỉ có một mã số định danh cá nhân, truyền thông nhà nước cho hay. Nếu trước đây, người dân dùng nhiều loại giấy tờ để mua bán bất động sản ở các nơi nên không ai biết để quản lý được, thì nay sẽ được kiểm soát minh bạch, chỉ cần tra cứu mã số định danh cá nhân thì tất cả tài sản sẽ hiện lên. Nhà chức trách sẽ biết họ có bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu lô đất, nhà nào đang ở, nhà nào cho thuê hay bỏ hoang để đánh thuế. Hiện tại, theo truyền thông nhà nước, Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường là hai cơ quan quản lý chủ trì việc xây dựng dữ liệu về số nhà. Nhà ở để đánh số cụ thể đến từng ngôi nhà, từng căn hộ hay thửa đất theo quy luật thống nhất. Sau đó, Bộ Công an sẽ thu thập những dữ liệu này cộng với thông tin từ Ủy ban Nhân dân các cấp địa phương trên nguyên tắc chuẩn hóa số liệu để định danh số nhà. Ngành Công an tích cực triển khai đề án 06. Như vậy, tất cả các việc làm trên nhằm mục đích kiểm soát tài sản, thu thuế của người dân trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang lâm vào khó khăn, thì nhà cầm quyền phải tìm mọi cách để vét tiền của người dân đúng với chính sách huy động tiền và vàng trong dân còn nhiều và phải vật lông làm sao để chúng không có kêu thì việc đánh thuế vào nhà đất là cách khả quan nhất trong bối cảnh hiện nay do người Việt Nam luôn quan niệm người đẻ chứa đất không có đẻ nên nhiều người đã dùng tiền để mua đất vừa làm của để dành vừa tránh được sự mất giá của đồng tiền thì nay nó trở thành miếng mồi béo bở để có thêm ngân sách duy trì cho bộ máy nhà nước hoạt động không chỉ tìm cách thu thuế từ bất động sản vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nghĩ ra cách thu thuế vỉa hè từ những người buôn thúng, bán bưng. Nếu thực hiện được việc này, phía thành phố ước tính mỗi năm cũng thu được khoảng 1.500 tỷ đồng từ những người buôn bán trên vỉa hè. Như vậy, không chỉ có tầng lớp khá giả trong xã hội mà ngay đến cả những người nghèo cũng đều là mục tiêu để chính quyền tận thu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Thời báo de với bản tin Bộ Công an cấp mã số định danh số nhà để vét tiền của giới nhà giàu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của Thời báo .de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Mỹ Linh vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI, thời báo.de. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới.